Hello anh chị, chào mừng chị đã quay trở lại với bản tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thì hôm nay thị trường là một phiên tăng điểm khi kết phiên thị trường đóng ở mức 1150 với một cái thanh khoản cực kỳ lớn là 25.200 tỷ. Thì một cái thanh khoản này lâu lắm rồi nó mới xuất hiện, đúng không ạ? Nó mới xuất hiện và với cái việc mà thanh khoản to như này chúng ta đều biết là lý do đến từ những cái mã cổ phiếu lớn, những cái mã cổ phiếu ngân hàng nó tăng điểm rất là mạnh ngày hôm nay. Đấy thì với những cái vận động như thế này thì chúng ta sẽ cần quan sát gì trong Uh, những cái phiên sắp tới cũng như là chúng ta sẽ hành động ra sao thì tất cả sẽ có trong video của em ngày hôm nay anh chị ha. Ok thì ngày hôm nay chủ yếu cái sức mạnh mà kéo thị trường nó đến từ nhóm VN30. Khi chúng ta có thể thấy được rằng là VN30 ngày hôm nay uh, tăng uh, 11 điểm đúng không ạ? VN30 ngày hôm nay tăng 11 điểm nhưng mà VN Index chỉ tăng tầm khoảng 6 điểm thôi cái về cái độ phân bổ dòng tiền thì buổi sáng thì số cái, cái số mã tăng rất nhiều nhưng mà đến buổi chiều những cái số mã đỏ nó lại bắt đầu nhen nhóm nhiều hơn và ngày hôm nay thì tuy rằng cái số mã tăng nó nhiều nhưng mà đa số những cái nhóm ngành thị trường như là banh chứng thép nó đều đóng cửa cụt đầu đấy dòng banh thì nó tăng rất tốt từ sáng đúng không? tăng rất tốt từ sáng với mbb với ctg ngày hôm nay đã có lúc chạm giá trần còn lại những cái mã cổ phiếu banh khác thì nó cũng tăng khoảng tầm 2 đến 3 mà banh mà tăng khoảng tầm 2 đến 3% thì anh chị phải hiểu là thị trường của chúng ta nó hưng phấn đến mức nào. Đúng không? Thị trường cực kỳ hưng phấn trong cái phiên sáng ngày hôm nay. Vào phiên buổi chiều thì nhóm bất động sản cũng có một chút dục dịch khi mà DIG, khi mà DXG đúng không? trong phiên chiều hôm nay cũng đã có những cái mức tăng. Đây ạ, anh chị nhìn cái khoảng 14 giờ 02 là đa số là có một cái dòng tiền vào đánh những cái nhóm này lên rất mạnh và sau đó gì ạ? bị bị đạp ngay trở lại, đúng không? Bị đạp ngay trở lại. Đấy, đa số là đóng cửa cụt đầu những cái mã cổ phiếu bất động sản trong ngày hôm nay. Uh, PDR này <laughs> đúng ạ, à, đóng cửa giảm đỏ này trong khi cũng khoảng tầm 2 giờ bị kéo. Và đây là một cái hành cái hành động bất thường của dòng tiền. Đúng ạ, và em cũng có quan sát trong uh, cái lúc khoảng 2 giờ này rồi. Đa số rất nhiều những cái mã cổ phiếu midcap nó có cái sự kéo lên, sau bắt đầu thì nó giảm xuống. Uh, SSI trong nhóm chứng khoán ngày hôm nay thì nó đóng cửa như này bởi vì nó uh, có những cái thông tin đó là tăng vốn ở trong cái giai đoạn uh, sắp tới. Thế còn đâu là những cái mã chứng khoán khoán khác anh chị có thể thấy đa số là gì ạ là đóng cửa rất là thấp ví dụ như agr ngày hôm nay tăng cũng mạnh này nhưng mà cuối phiên chỉ đóng cửa tăng được khoảng hơn một đấy những cái mã dạng như là vix này đấy những cái mã mà nó thuộc hệ sinh thái của của anh tm anh mượt đấy ạ đúng không? thì ngày hôm nay nó cũng bị ảnh hưởng theo cái cụ mã cổ phiếu gách này đấy là nó giảm mạnh ngày hôm kia và ngày hôm nay thì nó chỉ là những cái phiên hồi phục thôi hôm qua chúng ta cũng đã nói với nhau về cái con GX này trong cái video này đúng không ạ Video biến động lớn sắp diễn ra Đấy video ngày hôm qua Thì em cũng đã nói với anh chị là Những cái dạng cổ phiếu mà nó rơi mạnh như thế này đúng không? Nó rơi mạnh kèm theo thanh khoản trong một cái vùng nền nó đang đi rất đẹp như này Thì chứng tỏ là gì ạ Chứng tỏ ở đây nó đã có một cái sự thoát hàng của dòng tiền lớn Và những cái sự thoát hàng này nó cảnh báo cho chúng ta một cái rủi ro trong ngắn hạn Và chúng ta có thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh ngay Và chúng ta sẽ cần phải xử lý ngay những cái dạng cổ phiếu như thế này đấy thì ngày hôm nay chứng khoán đây đúng không ạ vnd hay là hcm anh chị thấy không ạ đóng cửa đều cụt đầu đấy đóng cửa đều cụt đầu đều là những cái mã cổ phiếu chứng khoán mà nó giữ được cái cái mức tăng rất tốt từ phiên buổi sáng nó hỗ trợ cho cái việc hưng phấn của thị trường nhưng cuối phiên không nó không đóng cửa cao hơn được mà đều là một cái dạng đó là gì đã vượt qua cái vùng kháng cự nhưng mà dịa lại cuối phiên đóng cửa quay ngược trở lại là một dạng rất rủi ro trong sideways và chúng ta cũng đã nói với nhau về cái việc thị trường đánh sideways rồi đúng không ạ sideway vượt đỉnh gì thì rất dễ tạo đỉnh mà thủng đáy thì gì thì rất dễ là tạo đáy ở đây đúng không ạ rất là nhiều phiên những cái phiên này chúng ta đều là những cái người mà vào mua mà và ở hiện tại là cách đây 3 phiên đúng không ạ? từ ngày 28 tháng 12 3 đến 4 phiên là em đã có nhận định cho anh chị là chúng ta không mua mới và dừng những cái việc mua mới ở thời điểm hiện tại hạ bớt hàng ra đúng không? bởi vì thị trường đã lên cái vùng cản rồi thì ngày hôm qua thị trường có đánh qua 1130 Đấy, có đánh qua 1130 với một cái mức tăng là khoảng gì ạ? 12 điểm. Rất là hưng phấn và ngày hôm qua có rất là nhiều các chuyên gia ở trên YouTube đúng không ạ? Chúng ta có thể đi dạo các room thì họ rất là hưng phấn và họ thị trường up -trend, rồi các thứ thứ, rồi thị trường vào sóng, rồi thị trường chân sóng thì đúng, đây là thị trường chân sóng. Đúng không ạ? Đây đúng là một thị trường chân sóng nhưng gì ạ? Nó vẫn có những cái rủi ro trong ngắn hạn để có thể là diện khiến cho cái tài khoản của chúng ta bị giảm mạnh ở cái giai đoạn trước Tết đấy thì cái giai đoạn này anh chị đều biết là các quỹ họ sẽ gì họ sẽ chốt náp họ họ sẽ chốt náp để họ làm đẹp cái báo cáo cuối năm nhưng quỹ nước ngoài có thể là họ sẽ chốt tết tết dương nhưng mà chúng ta còn có những quỹ việt nữa cơ mà đúng không ạ thì họ sẽ cần phải kéo những cái mã cổ phiếu vn 30 bởi vì họ đa số là họ sẽ cầm những cái mã vn 30 đấy họ sẽ cầm những cái 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 cái, cái mã vn 30 thì cuối năm này họ sẽ cần phải kéo những cái mã đấy và hiện tại thị trường của chúng ta đã có chuỗi hơn chục phiên tăng điểm đúng không ạ từ 11 uh, 1080 cho đến diện 1160 là tăng 80 điểm và chưa có một cái nhịp dũ nào thì cái điều này là một cái điều khá là khiến em bi quan trong cái ngày hôm qua em cũng đã nói trong cái video này rồi thì đây diện khả năng sẽ là những cái điểm rất là rủi ro của thị trường và sẽ gặp rung lắc rung lắc mạnh ở cái vùng 1160 đấy ngày hôm nay anh chị có thể thấy được rằng là CTG <laughs> CTG và MB và MBB trần có giá trần vào buổi sáng đúng không ạ có ra trần vào buổi sáng ok tiền vào rất khỏe bởi vì dòng tiền nó đang tập trung ở vn30 nhưng khi những cái mã cổ phiếu ngân hàng mà bắt đầu nó có cái sự phân hóa ra ấy, đúng không ạ những cái mã tăng trước nó điều chỉnh những cái mã tăng sau nó uh, nó nó tăng dục dịch thì diện thì nó không phải là một cái một cái lít là cổ phiếu ngân hàng nó xanh nhiều như này đâu đúng không ạ nó sẽ có mã đỏ mã xanh và khi những cái mã diện biến dụ dạng như acb này anh chị thấy không ạ đây acb uh, nó hiện tại là nó tăng lên đến đỉnh rồi Đúng không? và ngày hôm nay lại là một cái phiên tăng mở gáp trong khi đó không đóng cửa được cao nhất phiên và đóng cửa dưới 1/2 thân đến thì khả năng rất cao những cái mã cổ phiếu này nó sẽ có cái sự chững lại và điều chỉnh trong ngắn hạn mà những cái mã cổ phiếu ngân hàng khi mà nó có cái sự điều chỉnh khoảng tầm 2% thôi thì thị trường của chúng ta khả năng rất cao nó sẽ giảm khoảng tầm 20 điểm đúng không ạ thị trường sẽ giảm khoảng tầm 20 điểm bởi vì cái sự ảnh hưởng của nhóm ngân hàng nó sẽ nó sẽ rất là lớn đấy nó sẽ rất là lớn STB ngày hôm nay đúng không ạ chúng ta mua ở chân cái cây ngày hôm qua ngày hôm nay còn đóng cửa đây anh chị thấy không ạ đóng cửa với một thanh khoản lớn và không đóng cửa được cao nhất phiên đấy nó nó cho thấy được rằng là những cái điểm mua ở thời điểm hiện tại nếu mà mua ở những cái cây bùng nổ như này nếu không mua được từ chân cây đúng không ạ mà mua đu ở trên ở những cái những cái phần trên này thì sẽ rất là rủi ro đó ví dụ như dạng những uh, như những cái dạng như là DIG ngày hôm nay này anh chị mua ở ở trên đỉnh mà lúc nhóm bất động sản nó nó bắt đầu nó rồ lên khoảng tầm 2 giờ ấy ạ. Thì anh chị có phải bây giờ là chúng ta hôm nay nó tăng khoảng tầm 3 3 đến 3% 3% thì ngày hôm nay nó giảm về 0 thì có phải là anh chị mất 2% luôn không? Mà lại còn rất là rủi ro ở trong cái giai đoạn này. Đúng không Nó cũng đang ở biên trên đây ạ. Tất cả những cái mã cổ phiếu nó đang đều ở biên trên nó không phải là ở biên dưới. Đấy nó vẫn đang trong một xu hướng sideways. Thì khi nó vòng lên đây sẽ không phải là những cái điểm mua của chúng ta. Đúng không ạ? Nó không phải là những cái mã cổ phiếu tăng mạnh và dòng tiền gì ạ, nó đang không nằm ở mid cap và ngày hôm nay thì em cũng có uh, đưa ra cho anh chị cái quan điểm vào phiên buổi trưa thị trường khá hưng phấn vào phiên sáng đúng không? thanh khoản vào tốt với cái sự tham gia thêm của nhóm trứng uh, đi dạo các room thì đã thấy cái sự hưng phấn rồi chúng ta nên hạn chế mua chúng ta đã hạn chế mua từ 3 hôm trước và các các hành động gì ạ, sẽ được cập nhật thêm ở phiên chiều ở room cộng đồng thì cũng có buổi sáng nay <laughs> cũng có một số anh chị thắc mắc là gì ạ, tại sao cảm giác là thị trường thiếu tiền để kéo và <laughs> ở cái giai đoạn này các cổ phiếu trong danh mục thuộc nhóm cổ phiếu thị trường nó không tăng mạnh dạng như là chứng khoán bất động sản thép đấy thì em bảo là ngày hôm nay nếu mà ngân hàng nó kéo tiếp đúng không nó kéo dướn tiếp thì khả năng rất cao là thị trường của ta nó sẽ tạo một cái đỉnh nhỏ đấy nó sẽ tạo một cái đỉnh nhỏ và nó sẽ có những cái cú rũ thì ngày hôm nay anh chị có thể là quan sát đến một giờ của index đúng không ạ <laughs> đến một giờ của index thì đây uh, index cũng đã lên đến diện đến cản rồi và nó có một cái uh, một cái cây bị bán vào cuối phiên đấy vào cuối phiên vào khoảng lúc từ 2 giờ trở đi là nó có một cái cây bị bán như này đấy thì nhìn chúng ta cũng có thể là nhận ra ngay đúng không? đây là một cái dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn đấy hôm qua em cũng đã phân tích rồi thứ nhất là diện rsi đã lên đến cái vùng quá mua và khả năng rất cao nó sẽ phải test trở lại đấy thì ngày hôm nay đúng lên đến cái vùng này là nó bị quay trở lại thật đó là nó bị quay trở lại thật thì đây cũng không phải là một điều bất ngờ đúng không? đây cũng không phải là một điều bất ngờ nếu chúng ta còn nhìn cái vùng nến nhỏ hơn là đến 5 phút thì anh chị còn có thể thấy được rằng là đây thị trường rõ ràng là tạo hai đỉnh đúng không? ở cái vùng đến 5 phút này đấy tạo hai đỉnh luôn <laughs> nhìn rõ luôn đến một phút này đây đến một phút còn nhìn rõ hơn đúng không ạ tạo hai đỉnh ở đây đấy thì đây là những cái nguy cơ rủi ro của thị trường mà em đã cảnh báo với anh chị từ những cái hôm trước đấy tức là đây không phải là diện mấy hôm trước là em cũng có nói về cái việc quản trị rủi ro này rồi và báo anh chị ngừng mua cũng như là chúng ta quản trị tài khoản bởi vì sao bởi vì thị trường của chúng ta theo nguyên tắc rồi đánh trong sideways đúng không ạ thì cứ vượt ra ngoài cái biên sideways này là chúng ta đã phải cảnh giác đã gọi chúng ta phải cảnh giác đã. nó cũng giống như cái giai đoạn này anh chị nhé <laughs> đây cái giai đoạn này nó cũng là thuộc vào cái khoảng là 19 tháng 1 này 19 tháng 1 nó cũng là qua tiết dương này Đấy, thị trường cũng vượt đỉnh ở đây này thì uh, thời gian hiện tại nó chỉ là đầu tháng 1 thôi nhưng mà năm nay là chúng ta gọi chúng ta cái lịch nó hơi khác một chút thì anh chị có thể thấy được rằng là nó cũng muộn hơn khoảng tầm độ một tuần đến hai tuần thôi là thị trường cũng có chuỗi những cái phiên tăng giá đúng không ạ và tăng giá rất là mượt nhìn rất là thích khoảng tầm mười mấy điểm một phiên đúng không ạ điểm một phiên này 9 điểm một phiên này rồi lại gì ạ rồi lại 10 điểm 11 điểm một phiên này thì đây là những cái giai đoạn mà nhà đầu tư cực kỳ hưng phấn đúng không? cực kỳ hưng phấn sau một cái giai đoạn mà thị trường tích lũy một cách chán nản như thế này đấy thị trường tích lũy một cách chán nản như thế này thì khi mà thị trường bắt đầu đánh lên và đánh bằng những cái mã cổ phiếu lớn thì sẽ rất rất là rủi ro đấy anh chị thấy không ạ nó sẽ có một cái cây như này đấy một cây là giảm khoảng tập 35 điểm này 35 điểm với cái thanh khoản lớn sau đó nó lại điều chỉnh, đúng không ạ? Nó điều chỉnh và nó điều chỉnh với cái biên dưới. Đúng không ạ? Một cái biên sideways của thị trường. Đó, một cái biên sideways của thị trường ở đây. thì anh chị nhìn rõ đúng không ạ? Nó khá giống là ở cái thời điểm hiện tại. Đấy, thời điểm hiện tại nó đang diện nó, nó đang nó đang vượt đỉnh, nó đang rình rình nó vượt đỉnh đây. Đúng không ạ? Thì cái giai đoạn này cũng thế, thị trường cũng đang rình rình vượt đỉnh đây. Đấy và cũng sau một cái giai đoạn giảm mạnh và thị trường hồi lên và tiếp tục đi ngang. Thì cái giai đoạn này cũng thế, sau một giai đoạn giảm mạnh thị trường hồi lên đi ngang đấy thì trong cái 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 vùng đi ngang này thì, thì cái chiến thuật giao dịch em cũng đã đưa cho anh chị rồi đúng không? chúng ta cũng đã bàn với nhau rất là nhiều đó là cứ thị, cổ phiếu vượt đỉnh hay là diện thị trường vượt đỉnh sẽ là những cái điểm chốt lời và những cái lúc mà thị trường thủng xuống cái biên sideways sẽ là những cái điểm mua lớn của chúng ta ở trong những cái giai đoạn này đấy thì giai đoạn này đúng không ạ giai đoạn này là cái giai đoạn mà thị trường đang vận động trong cái biên sideways và cái chiến lược chúng ta áp dụng như thế và ngày hôm nay thì cái sự hưng phấn của nhà đầu tư chắc chắn là có rồi đúng không ạ? Buổi chiều khi mà thị trường của chúng ta kéo mạnh đây. Anh chị nhìn này. Đúng không ạ? Kéo mạnh như này. Đấy. Hai đỉnh luôn. Hai đỉnh ở trong cái 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 vùng bản biểu đồ này luôn. Đấy thì đây là những cái vùng mà nhà đầu tư rất là hưng phấn này, thanh khoản đẩy lên rất cao. Đúng không ạ? Thanh khoản đẩy lên rất cao khi những cái mã cổ phiếu nhóm bất động sản nó tăng mạnh. Đấy thì cuối cùng đúng không ạ? Đến 2 giờ sau 2 giờ thị trường của chúng ta nó đổ đúng không? nó đổ đèo và nó đóng cửa không được đẹp cho lắm với cái cây nến này. này đấy thì với những cái vận động như thế này thì chúng ta sẽ phải hành động như nào trong cái phiên ngày mai thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng review qua những cái nhóm cổ phiếu đấy nhá đầu tiên là nhóm ngân hàng gọi nhóm ngân hàng hôm nay có MBB đấy, thì cái câu chuyện của con này là sắp tới là nó sẽ sắp nhật cái cái Ocean Bank thì nó có đang có cái kỳ vọng phát triển ở trong cái khoảng thời gian sắp tới đấy thì con này nó cũng đánh nó cũng giống như cái mẫu hình của thị trường thôi đúng không bởi vì nó cũng là một cổ phiếu thị trường mà khi mà nó sau một cái giai đoạn nó điều chỉnh thì đây là cái giai đoạn tích lũy của nó đúng không? và tích lũy ra thu hẹp biến động và cuối năm thì bao giờ diện những cái, những cái mã cổ phiếu lớn nó cũng sẽ tăng hầu như là như vậy đúng không? hầu như là như vậy Đấy. thì nó, nó đang có một cái bước chạy đà trước đây khá là đẹp rồi và ngày hôm nay nó bùng nổ nó cũng giống như là con acb đúng không anh chị thấy không ạ nó cũng giống như acb điều chỉnh này tích lũy này bắt đầu chạy đà sau đó tăng mạnh Đấy. sau đó tăng mạnh ctg cũng vậy nó cũng giống như vậy thôi Đấy thì banh là những cái mã nó rất tốt ở trong cái thời điểm tại nhưng mà đây sẽ không phải là những cái điểm mua đúng không? không phải điểm mua của banh sẽ như stb như chúng ta mua cái cây chân cây nổ ngày hôm qua vùng giá 27.8 là cũng hơi muộn rồi đúng không? là cũng hơi muộn rồi thì em hôm đấy là em cũng định báo anh chị là chúng ta gom từ cái vùng mà nó đang đi ngang tích lũy này đó nhưng mà em đang hơi đắn đo là con này uh, đang hơi đắn đo là con này nó là cái dạng cổ phiếu đảo chen tức là cái dạng nó móc từ dưới lên thì bao giờ diện nó khi nó móc lên bao giờ nó sẽ có những cái động tác nó test lại cái chen này đấy thì em định mua ở cái đáy hai đấy nhưng mà nhóm ngân hàng nó kéo khỏe quá nên là nó đã bật tăng luôn ở cái phiên ngày hôm qua đấy thì ngày hôm nay anh chị thấy không ạ những cái mã cổ phiếu mà nó không phải là một cổ phiếu tăng mà là một cổ phiếu nó móc lên từ dưới bao giờ nó sẽ yếu hơn nó, nó, sẽ yếu hơn những con như là mbb nó tăng rồi này hay là acb này đấy những con mà tăng rồi này chắc chắn rồi chúng ta chỉ mua khi mà nó test lại đúng không ạ chúng ta chỉ mua khi mà nó test lại còn nó trên đường nó tăng như này ấy. mua là mua liều đúng không ạ mua là mua liều nên là em không khuyến nghị anh chị mua Đấy, và trong thời điểm này cách đây 3 hôm thì cũng có khuyến nghị là chúng ta nên thận trọng trong việc mua mới và dừng việc mua mới ngay cái hôm mà thị trường mở gác đấy thì nên là em rất ít điểm cổ phiếu cho anh chị đấy rất ít điểm cổ phiếu cho anh chị hôm nay thì chúng ta cũng có bán một cổ phiếu BAF đúng không lãi đâu đó khoảng tầm hai ba thôi không đáng kể đấy giai đoạn này thì ăn rất là khó chỉ những cái mã cổ phiếu chúng ta cầm lâu như là CTD này đúng không cầm từ những cái vùng này thì hiện tại là đang có ăn thôi nhưng khi thị trường có biến phát là chúng ta cũng gì ạ cũng có thể là ra hàng luôn đấy CTD này hoặc là GMD này, nó cầm từ những cái vùng nền bên dưới này Đấy, hiện tại thì vẫn đang lãi Đấy, thì uh, nhóm ngân hàng Nhìn chung là hiện tại đang là một nhóm mạnh Và nó vẫn có thể là tiếp tục tăng Nhưng nó sẽ cần điều chỉnh Và khi nhóm ngân hàng điều chỉnh ý, thì khả năng rất cao Thị trường sẽ điều chỉnh theo Và khi thị trường điều chỉnh thì những cái mã cổ phiếu mang tính thị trường Là bất động sản Đúng không ạ? Là chứng khoán Đấy, mà bình thường Thị trường tăng mà nó còn giảm như thế này Đúng không ạ? Những cái mã tính đầu cơ rất cao như gách ngày hôm nay thị trường tăng mà nó còn giảm như này thì nó sẽ cần phải điều chỉnh nữa đúng không? thì chắc chắn gần như là nó sẽ phải điều chỉnh rồi nên là gì ạ chúng ta sẽ cần cảnh giác ở trong những cái phiên sắp tới đấy và từ giờ đến trước tết âm thì thường sẽ có một cái nhịp nữa mà thị trường hồi lên đúng không ạ hồi lên thì lúc đấy chúng sẽ là cái lúc mà chúng ta vào bắt cổ phiếu anh chị sẽ là lúc chúng ta vào bắt cổ phiếu bây giờ chỉ đánh những cái dạng mà nó gì ạ mà nó tăng mạnh rồi và nó đi ngược thị trường thôi dạng như là con gì ạ con cti này con đảo chen này có thể có thể quan sát này con DRC này con con DRC nó tăng mạnh rồi và hiện tại nó đang test này hoặc là con BMP này đấy những cái con dạng như này đấy thì ngày mai khi mà nó rơi ba phiên thì có thể là xem xét được với những cái mã cổ phiếu này còn những cái mã cổ phiếu thị trường dạng như là chúng ta đang cầm AGR hay là diện CTS ở trong cái nền này thì diện không việc gì mà chúng ta phải chạy ra chạy vào cả đúng không ạ chúng ta cứ chờ nó xuống biên dưới chúng ta có thể là mua tiếp mà đó thì khi thị trường hồi lên những cái mã cổ phiếu trong nhóm chứng khoán này trong những cái nhịp tới khả năng nó sẽ gì ạ? Nó sẽ hồi lên tiếp. Đấy nó sẽ hồi lên tiếp vì nó tích lũy đủ biên rồi mà anh chị. Nó tích lũy đủ biên là nó sẽ tăng. Đúng không ạ? Còn cái trường hợp nó gãy xuống như này thì chúng ta cũng chưa cần bán vội đúng không ạ? Bởi vì trong cái hộp sideways thì thường nó gãy nó sẽ tạo ra những cái pha gãy giả. Đó nó gãy giả nó gãy xong bắt đầu nó lại kéo lên ngày hôm sau. Thì lúc đấy chúng ta sẽ cần phải bình tĩnh và xử lý. Anh chị nhá, em sẽ có phương án với những cái mã cổ phiếu này. Nếu mà anh chị đang cầm và em những cái mã cổ phiếu này em đều báo anh chị là chúng ta sẽ cầm nắm và mua gom thêm khi thị trường của chúng ta có cái nhịp điều chỉnh đúng không ạ khi thị trường hoặc nhóm này nó xuống cái biên giới của cái bên này chúng ta sẽ mua đúng không ạ chúng ta sẽ mua còn mà nó thủng qua chắc chắn rồi sẽ phải cắt và quản trị rủi ro đấy sẽ phải cắt và quản trị rủi ro ok thì đấy là nhóm chứng khoán đúng không ạ nhóm bất động sản thì sao ạ nhóm bất động sản thì vẫn là một nhóm chưa có kỳ vọng gì ở trong cái giai đoạn cuối năm này nó khả năng sang năm đầu năm cơ thì nó sẽ có những nhịp của gì bao giờ bắt đầu cũng sẽ là đầu tư công các chị nhớ không ạ bắt đầu con sóng cũng là đầu tư công cái giai đoạn đây cái giai đoạn này bao giờ bắt đầu con sóng nó cũng sẽ là đầu tư công vật liệu xây dựng tăng trước này hpg này đấy sau bắt đầu đến chứng khoán này đúng không ạ bắt đầu đến chứng khoán đây cái giai đoạn đầu năm chứng khoán nó vẫn còn sideways mãi sau nó mới tăng này đúng không ạ sau bắt đầu lại đến gì nhỉ đến đến những cái nhóm mà sản xuất hay là đến những cái nhóm như thủy sản này đúng không ạ thủy sản cảng biển các thứ thì nó mới tăng đấy thì đầu năm bao giờ chúng ta cũng sẽ chú ý những cái những nhóm cổ phiếu đầu tư công hay là diện chứng khoán là bất động sản Đấy, thì để chúng ta lưu ý vào đấy. Thì bất động sản khả năng là gì ạ? Từ giờ đến uh, cuối năm thì nó cũng chỉ lình xình nó đi ngang hoặc là nó hồi lên một chút thôi. Còn sang đầu năm em mới gì ạ? em mới có thể là, là 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 chú ý đến cái nhóm bất động sản này. Đấy, uh, DXGDIG này nó vẫn đang đi ngang trong một nhịp tích lũy thôi, chưa có gì mới mẻ cả. Đó, thì bất động sản có thì vẫn có thể cầm được, đúng không ạ? Không vấn đề gì. Uh, bất động sản công nghiệp thì uh, hiện tại là nó cũng đang trứng lại rồi, ví dụ như là KBC này đúng không ạ? Đang chững lại rồi sau một cái nhịp giảm này, hiện tại cũng đang tích lũy trong biên. Đa số là thị trường của chúng ta nó đang đi trong một cái form như này. Đúng không ạ? Đang đi trong một cái form như này thì chúng ta có vẫn có thể là cầm nắm thôi, còn bây giờ nhảy ra nhảy vào không ạ không có tác dụng gì cả, đúng không ạ? Lãi lời cũng không được bao nhiêu và chúng ta chỉ có tốn phí thôi. Đấy, tốn phí thôi. Long Điền này, Long Điền không nói rồi. SSC này, đúng không? cũng đang trong một cái biên tích lũy, cứ về biên dưới chúng ta nhặt thôi, đúng không? lên biên trên chúng ta lại bán dầu khí này, dầu khí thì khi nào thị trường chỉnh thì chúng ta sẽ chú ý đến những cái mã dầu khí. đấy, em đang chú ý đến mấy con như là PVD này, hay là PVC này, đang đi ngang tích lũy ở đây rồi, kiệt vôn cũng kiệt kiệt rồi, đấy, vôn kiệt, kiệt rồi, thì chỉ cần là ạ? nó điều chỉnh một chút thôi, đấy, thì gì lúc đấy chúng ta cũng sẽ tham gia được. các nó vẫn là trong biên thu hẹp biến động đây, các nó vẫn là trong biên này đây, thì có thể là cuối cái gì ạ? cuối cái, cái 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 biên này nó sẽ có những cái biến động lớn và thường là dầu khí nó rất là hay chạy khi mà thị trường điều chỉnh nên là anh chị có thể là chú ý đúng không ạ một cổ phiếu đơn đó, đó là PSH trong nhóm dầu khí này cũng có thể là chú ý được này cổ phiếu này là một cổ phiếu đảo chen và hiện tại nó đây nó đang test lại chen đây đấy sau đó nó đi ngang và thanh khoản thì nó cạn kiệt rồi đúng không ạ thanh thọ quản nó cạn cạn kiệt rồi anh chị nào thích đầu cơ có thể mua được cổ phiếu này đúng không ạ có thể mua được cổ phiếu này anh chị nhá đấy, đấy là một số những cái cơ hội của thị trường và trong và một số cái nhóm ngành của thị trường anh chị cần lưu ý đúng không ạ đầu tư công này đúng không ạ đầu năm là phải lưu ý này đấy thì có thể là sau cái đợt tết uh, dương này thị trường nó rũ và nó kéo lên một cái đợt trước tết âm đúng không ạ trước tết âm thì gì ạ khi mà nhóm này bắt đầu nó nó lên đến cái vùng cản trên này này đấy và nó điều chỉnh nó tích lũy lại thì lúc đấy chúng ta có thể nhận được đầu tư công vcg này đúng không ạ vcg này nó đã lên đến đỉnh cao này đâu chắc chắn rồi nó sẽ còn dư địa tăng đấy, ctd thì không nói rồi mạnh nhất cái dòng xây dựng rồi đúng không có vẫn giữ đúng không? có vẫn giữ đấy thì đầu tư công anh chị nhé đầu tư công chứng khoán bất động sản ờ, nếu anh chị nào kiên trì thì vẫn có thể là theo đuổi những cái nhóm đó còn hiện tại thị trường chưa có những cái điểm mua ngắn thích hợp để anh chị có thể là ra vào đấy và ngày hôm nay thị trường đã đóng cửa dưới 1 phần hai tân nến và đã chạm cản ở trên rồi cái việc mua mới hoàn toàn là không thể Đúng không? anh chị có thể thấy được rằng hôm nay mua hôm nay mua mới mà đu cao là đã lỗ rồi chứ không nói đến những cái ngày mai mà ngày mai lại là một phiên thứ sáu cuối tuần nữa Đúng không? phiên thứ sáu cuối tuần để cho cái áp lực cuối tuần bao giờ nó sẽ rất là lớn áp lực cuối tuần rất là lớn chưa kể là cuối tuần này nó lại ví dụ mà nó tung ra một vài cái tin xấu nữa thì thôi thứ hai thứ ba chắc chắn là thị trường ngỏ đúng không ạ và lúc đấy chúng ta sẽ cầm tiền và vào mua những cái mã cổ phiếu có cái sự điều chỉnh mạnh đấy, để chúng ta thu gom và ăn cái nhịp kéo lên trước tiết âm anh chị nhá đấy thì cái, cái cái phiên mà thị trường mở gáp ngày 29 tháng 12 này em cũng đã bảo anh chị là chúng ta dừng lại hoàn toàn những cái hành động mua mới đúng không ạ hành động mua mới đây, cái phiên ngày 29 tháng 12 này, sáng nay thị trường mở gáp lên ba anh chị tạm thời dừng các hành động mua. Xu hướng sideways của thị trường. Xu hướng sideways khi thị trường mở gáp lên bên trên thì hạn chế mua mới. Đấy, đây ngày 28 tháng 12 này là em cũng đã điểm cho anh chị những cái điểm trừ của thị trường và khuyến nghị chúng ta hạ bớt 30% tỷ trọng, đúng không ạ? Chúng ta bán trước thì cũng chỉ có bán trước khoảng tầm vài ba phiên thôi mà cổ phiếu trong vài ba phiên đấy nó chả tăng được nhiều, chủ yếu là ngân hàng. Đúng không ạ? Đấy, chủ yếu là ngân hàng nên là em mới khuyến nghị anh chị là khi gần lên biên trên này thì chúng ta hạn chế mua mới và chúng ta sẽ quản trị rủi ro anh à, chị nhá đấy, vài hôm trước là em có ra những cái 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 video quản trị rủi ro đây đúng không ạ quản trị rủi ro trong những cái video này em đều nói nội dung đó là quản trị rủi ro và thì khả năng cũng sẽ có ít người và ít người nghe những cái những những cái mà em phân tích đấy thì ngày hôm nay khi mà thị trường ta bắt đầu có những cái dấu hiệu rồi thì chúng ta gì ngày mai chúng ta vẫn có thể là xử lý được nếu mà thị trường hưng phấn đúng không? còn thị trường mà kéo tiếp thì tốt quá đúng không? Thị trường mà kéo tiếp các ngành khác tăng bùng nổ thì tốt quá, chúng ta vẫn còn cơ hội kiếm tiền, đúng không? ạ Lúc đấy tàu cổ phiếu mà mua, đó. Ok, thì video của em ngày hôm nay đến đây là kết thúc và cũng xin cảm ơn anh chị đã đồng hành và theo dõi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nếu anh chị nào thích video của em thì có thể là bấm vào like cũng như là bấm nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để có thể nhận được video một cách sớm nhất anh chị ha ok thì xin chào và tạm biệt anh chị bye bye à anh chị nào muốn về đồng hành với em ở trong đúng khách hàng thì có thể liên hệ với em vào cái số điện thoại bên dưới màn hình em để bên dưới màn hình nhé thì em sẽ hướng dẫn anh chị cụ thể để chúng ta vào lúc khách hàng để nhận những cái điểm mua điểm bán cũng như là những cái điểm cảnh báo sớm như thế này đó ok thì xin chào và tạm biệt anh chị bye bye